Sau những ngày liên tục tăng giá, giá lợn hơi hôm nay giảm từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg tại nhiều nơi. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56 đến 58.000 đồng 1 kg. Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội giảm 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg, xuống chung mức 57.000 đồng 1 kg. Tương tự, Tuyên Quang, Hà Nam và Yên Bái cùng giảm xuống mức 56.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 56 đến 58.000 đồng 1 kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Thuận hạ một giá, xuống 57.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi xuống 56.000 đồng 1 kg, mức thấp nhất khu vực. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54 đến 57.000 đồng 1 kg. Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bạc Liêu và Trà Vinh đang thu mua trong khoảng giá 55 đến 57.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau giảm 2.000 đồng 1 kg, còn 54 đến 55.000 đồng 1 kg. Xin được chuyển sang những thông tin đến tình hình thời tiết và hoạt động sản xuất của bà con nông dân trong những ngày gần đây. Thưa quý vị và các bạn, dù đã rất chủ động triển khai phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, tuy nhiên mưa kèm theo rắc buốt kéo dài những ngày qua đã khiến trâu bò chết rải rác tại các địa phương ở vùng núi phía Bắc. Vụ đông xuân 2017-2018 tại tỉnh Cao Bằng có đến hơn 3.000 con gia súc bị chết rét. Trong những năm qua, việc chống rét cho đàn gia súc luôn là ưu tiên hàng đầu tại địa phương này. Lãnh đạo các sở nông nghiệp địa phương cho biết toàn tỉnh Cao Bằng hiện có khoảng 211.000 con trâu bò. Địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho người chăn nuôi. Cũng là một địa phương có đàn trâu bò lớn là Bắc Cạn, là tỉnh miền núi thuộc nhóm nghèo nhất cả nước. Bắc Cạn cũng xác định chăn nuôi đại gia súc sẽ là hướng đi nhằm xóa đói giảm nghèo nhanh cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời phát triển kinh tế địa phương. Nhưng liên tục từ đầu tháng 1 cho đến nay, nhiều nơi trong tỉnh này nhiệt độ xuống rất sâu, có thời điểm xuống đến là 5 độ C. Đến nay, rải rác một số nơi đã xuất hiện tình trạng đàn gia súc chết rét. Tính từ đầu vụ rét đến nay, toàn tỉnh Bắc Cạn đã có 11 con trâu bò bị chết rét tại huyện Nari. Và để giúp quý khán giả nắm bắt cụ thể hơn về tình hình phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, từ trường quay của chương trình Nông nghiệp 24 giờ, chúng tôi xin được kết nối trực tiếp với ông Đỗ Xuân Việt, là chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Cạn. Xin được chào ông ạ. Vâng, chào MC, chào VTC. Vâng thưa ông, chúng tôi được đặt ra câu hỏi cho ông là mùa đông năm nay xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại liên tục từ đầu tháng 1 với mức nhiệt giảm xuống có nơi là còn khoảng 5 độ. Ông có thể chia sẻ ảnh hưởng của thời tiết đến chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh mình trong thời gian qua hay không ạ? Ông báo cáo với NC là cái rét của mùa đông năm 2021 đến 2022 làm chúng tôi lại nhớ lại một cái rét kéo dài của những cái năm 2007-2008. Đây là những cái thời gian mà rét kéo dài, nhiệt độ nó có thể giảm xuống, có những cái vùng xuống đến dưới 5 độ C, làm ảnh hưởng rất lớn đến cái đàn gia súc. Với cái tổng đàn gia súc của tỉnh Bắc Cạn là trên 62.500 con, thì qua cái chỉ đạo thường xuyên và đặc biệt từ ngày tháng 10 thì Ủy ban tỉnh đã có các cái văn bản chỉ đạo xây dựng cái phương án phòng chống rét và đã có các chỉ đạo cho các cái địa phương chuẩn bị các phương án phòng chống rét, phòng chống chuẩn bị các cái thức ăn gia súc cho đàn gia súc. Thì đến nay thì tuy nhiên thì vẫn có những cái ảnh hưởng chết rét. Và thế tính đến thời điểm này qua báo cáo của các huyện thị thì đã có 7 con trâu bị chết rét và 11 con nghé bị chết rét. Thì thời điểm cập nhật đến ngày hôm 14/2 này. Vâng ạ. Thưa ông, tôi được biết Bắc Cạn là địa phương có nhiều tiềm năng và phù hợp với chăn nuôi trâu bò và được xác định là hướng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Vậy thì rõ ràng là công tác phòng chống rét trên địa bàn tỉnh đã được coi trọng đúng mức hay chưa? Và địa phương đang ứng phó ra sao khi mà thời tiết theo dự báo là sẽ tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài ạ? Vâng, báo cáo với thì để mà chủ động trong cái công tác phòng chống rét cho đàn gia súc của tỉnh thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có cái văn bản quyết định về ban hành cái phương án phòng chống rét trong cái vụ đông xuân năm 2021-2022. Trong đó thì tập trung vào có mấy cái biện pháp. Một là khuyến cáo cho người dân nắm bắt được các thông tin thời tiết, chủ động phòng chống rét, đặc biệt là cái che chắn chuồng trại. Hai là dự trữ các cái nguồn thức ăn. Thì đối với địa bàn tỉnh Bắc Cạn thì cũng có hơn 420 ha cỏ và các cái sản phẩm phụ trong chăn nuôi như thân ngô rồi rơm dạ rồi các cái thân cây chuối. Thì đây cũng là một cái nguồn mà thức ăn dự trữ cho cái đàn gia súc, đại gia súc. Và đồng thời cũng tổ chức các cái cuộc đi kiểm tra
Đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh thì cũng đã đi kiểm tra được, và cả sở đã kiểm tra được hai đợt, từ cái đợt để động viên, một là đến động viên các cái hộ trong công tác phòng chống rét, cái thứ hai nữa là kiểm tra cái tình hình các hộ, và thứ ba là khuyến cáo những cái biện pháp cụ thể cho từng cái địa phương trong công tác phòng chống rét. Phương xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Đỗ Xuân Việt. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì các tỉnh phía Bắc đã liên tục xảy ra tình trạng rét đậm, có nơi rét hại, nền nhiệt phổ biến trong ngày nhiều nơi dưới là 15 độ C. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đợt rét đậm, rét hại sẽ còn xuất hiện trong thời gian tới, chủ yếu là trong tháng 2 năm 2022. Đây cũng là thời điểm mà các tỉnh miền núi phía Bắc, trọng tâm là vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du khu vực miền núi gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022. Cục trồng trọt cũng đã khuyến cáo các khu vực này tuyệt đối không cấy lúa khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới là 15 độ C, để tránh việc mà bị chết do giá rét. Đối với diện tích lúa đã gieo xạ, cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá có biện pháp phòng chống rét cho lúa kịp thời, duy trì mực nước trên mặt ruộng lúa từ 2 đến 3 cm, không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét. Nếu lúa bị chết, phải dặm lại và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm. Đối với diện tích mạ đã gieo, tập trung tốt nhất các phương tiện, dụng cụ che chắn để chống rét cho mạ bằng vòm che phủ ni lông, tưới đủ nước để giữ ấm cho mạ, không bón phân đạm vào những ngày trời rét, bón bổ sung phân chuồng, hoai mục, phân lân cho bếp để chống rét cho mạ, tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15 độ C. Đối với diện tích chưa gieo mạ, cơ quan quản lý chuyên ngành phải tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, gieo mạ theo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết, tránh tình trạng để nông dân gieo mạ vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng theo Cục Trồng Trọt thì các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc cần phải đà soát lại kết quả lấy nước trong thời gian tới, quy động người nông dân, các đội dịch vụ, thủy nông tranh thủ khơi thông, tu bổ hệ thống kênh mương để hạn chế thất thoát nước, đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về mặt nhân lực và hệ thống máy bơm các loại để lấy nước, trữ nước đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian lấy nước đổ ải theo lịch của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vào đợt 3, diễn ra từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2022.